Con kính chào quý ông bà và anh chị em. Trong bài tin mừng hôm nay, câu chuyện về ăn mù Ba-ti-mê mang lại cho chúng ta một bài học sâu sắc về sức mạnh biến đổi khi gặp gỡ Thiên Chúa. Và sự biến đổi này đã dẫn đến đời sống người môn đệ. Ba-ti-mê, một người ăn xin mù lòa, có lẽ là một đại diện cho những con người trong tình trạng thiếu thốn cả về thể xác lẫn tinh thần. Ăn đại diện cho tình trạng của toàn nhân loại, phụ thuộc, dễ bị tổn thương và không thể tự chữa lành. Tuy nhiên, cách ăn đáp lại sự hiện diện của Đức Giê-xu cho thấy con đường dẫn đến sự biến đổi, đó là sự khiêm nhường, tin cậy và sẵn sàng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Ba-ti-mê kêu lên với Đức Giê-xu: "Lạy con vua David, xin thương xót con." Lời kêu cầu này cho thấy sự nhận thức sâu sắc về nhu cầu của mình. Trong khoảnh khắc đó, Ba-ti-mê thể hiện sự khiêm nhường, thừa nhận sự bất toàn của bản thân và tìm kiếm lòng thương xót, không phải vì cảm thấy mình xứng đáng mà vì đức tin của anh. Sự khiêm nhường này chính là chìa khóa mở ra cánh cửa để lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa. Điều này thừa nhận rằng chúng ta không thể tự mình biến đổi mà phải nhờ đến sự can thiệp và chữa lành của Thiên Chúa. Niềm tin của anh được thể hiện rõ ràng qua cách anh gọi Đức Giê-xu khi gọi Ngài là con vua David. Ba-ti-mê đã nhìn nhận Đức Giê-xu là Đấng Mê-si-a, Đấng có quyền năng và thẩm quyền để chữa lành. Việc tin tưởng vào Chúa Giê-xu là điều bắt buộc trên con đường dẫn đến sự biến đổi. Bởi vì nó không chỉ là việc yêu cầu sự chữa lành thể xác, mà còn là trao phó cả cuộc đời mình vào tay Thiên Chúa. Khi Chúa Giê-xu hỏi Ba-ti-mê: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Ba-ti-mê đáp lại với một lời khẩn xin chân thành: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Lời cầu xin cho sự sáng mắt này có thể hiểu không chỉ là về mặt thể xác, mà còn về mặt tinh thần. Sự mù lòa mà anh trải qua là một ẩn dụ cho sự mù lòa thiêng liêng mà nhiều người mắc phải trước khi họ gặp gỡ Đức Giê-xu. Câu trả lời của Đức Giê-xu: "Lòng tin của anh đã cứu anh," nhấn mạnh vai trò quan trọng của đức tin trong việc lãnh nhận ân sủng biến đổi của Thiên Chúa. Sự chữa lành này đến ngay lập tức. Ba-ti-mô có thể nhìn bằng đôi mắt của mình, nhưng một điều sâu xa hơn đã xảy ra, một sự biến đổi của con tim. Ân sủng của Thiên Chúa không chỉ chữa lành mà còn mời gọi chúng ta bước vào một cuộc sống mới. Ân sủng không được ban chỉ để phục vụ lợi ích cá nhân, mà là để dẫn chúng ta vào mối quan hệ với Thiên Chúa và vào đời sống của người môn đệ. Hành động của Ba-ti-mê sau khi được chữa lành là điều đáng chú ý. Thánh Marco ghi nhận: "Sau khi gặp gỡ Chúa Giê-xu, anh đi theo người trên con đường người đi." Sự chữa lành mà anh nhận được không kết thúc với sự hài lòng cá nhân của anh. Thay vào đó, nó thúc đẩy anh bước vào đời sống người môn đệ. Anh chọn theo Chúa Giê-xu, một quyết định đúng đắn đối với kinh nghiệm về ân sủng thiêng liêng. Ân sủng thúc đẩy hành động. Nó đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn, biến đổi không chỉ hoàn cảnh của chúng ta mà còn cả mục đích sống của chúng ta. Hành động theo Chúa Giê-xu của anh Ba-ti-mê thể hiện một sự chuyển đổi từ một người lãnh nhận thụ động thành một người theo Chúa tích cực. Anh không còn ngồi bên vệ đường nữa, mà đi cùng Chúa Giê-xu, ôm lấy sứ mệnh của đời sống người môn đệ. Điều này phản ánh lời mời gọi của người Kitô hữu để đáp lại ân sủng của Thiên Chúa bằng cách sống đức tin một cách chủ động, trở thành những người tham gia vào sứ mệnh của Chúa trên thế gian. Câu chuyện của anh Ba-ti-mê mang đến cho chúng ta một thông điệp rằng sự khiêm nhường và tin tưởng là những điều then chốt để lãnh nhận ân sủng của Chúa. Khi nhận ra nhu cầu của chính mình, chúng ta mở lòng để lãnh nhận quyền năng biến đổi của Chúa. Và câu chuyện cũng nhấn mạnh rằng sự biến đổi không phải là đích đến cuối cùng. Ân sủng của Thiên Chúa một khi đã nhận lãnh sẽ gọi chúng ta đến một điều lớn lao hơn, đó là đời sống người môn đệ. Hành trình của Ba-ti-mê từ bên vệ đường đến việc trở thành môn đệ theo Chúa Giê-xu là một mẫu gương cho đời sống người Kitô hữu.
chúng ta được mời gọi không chỉ để nhận lãnh sự chữa lành, mà còn để đáp lại bằng cách theo Chúa với lòng sùng kính và tin tưởng. Cũng vậy, khi chúng ta trải nghiệm ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc sống, dù là qua sự chữa lành, sự tha thứ hay lòng thương xót của Thiên Chúa, nó thúc đẩy chúng ta theo Ngài. Sự biến đổi là khởi đầu của đời sống người môn đệ, và đời sống môn đệ là sự đáp trả liên tục đối với ân sủng. Giống như Ba-ti-mê đã chọn theo Đức Giê-xu trên con đường của Người, chúng ta cũng được mời gọi bước đi cùng Đức Giê-xu, sống một cuộc đời khiêm nhường trong ân sủng mà chúng ta đã lãnh nhận.